Rồi mình chào tất cả các bạn đã đến kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ các bạn về máy cắt lúa lên lầy nha các bạn. Đây phía bên này thì máy cộ cũng ngập tới mâm hết rồi ha. Anh này mới móc đất ra nè các bạn ơi. Đó, còn bên đây thì máy cắt lúa nó tới cái thùng xuống của mình. Bây giờ tới giờ lùi đó các bạn. Đó, bánh nó quay tròn vo luôn rồi. Mấy anh em đang nhúng đất để các bạn ơi. Ê, kêu nói anh em phải lên cái chung dài, phải lên cái mấy cắt mượn gì đó. Đào còn để cái dĩ bên đây vô nè. Thử nè các bạn ơi. Anh chơi một mình đã luôn nè. Cái mầm cái lường á nước tạo quốc này nè, chạy vô đây nè nó chở kêu đi giùm rồi. Không đi ra chợ mà người không mua vậy. Thấy gì đâu. Cái ra bớt cũng bị kéo cái chiếc máy kéo rồi nữa các bạn ơi, quá trời. Đó, đang chạy qua chiếc máy kéo nè, rồi máy kéo này tới mâm luôn nha. Đó, vô rồi đó. Vậy à, đại anh bên kia bên máy cộ bên này móc dây rồi vô nè.
đất này. Chạy sát đất luôn hả vậy? Con luôn về thòn luôn. Chỉnh vô tới trong bông này.